Cả nhà thân mến, khá lâu rồi do công việc của Việt nên chưa quay được cho quý vị và các bạn những mẫu nhà sàn bê tông. Hiện tại Việt bên đội thợ đang thi công tại thôn Bản Giàng của xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phi, tỉnh Hà Giang, thì Việt quay và chia sẻ cho quý vị và các bạn cùng xem bên đội thợ đang thi công ở đây. Vì công việc lên là Việt hay di chuyển nên Việt sẽ bàn giao cho các đội thợ để làm, nên là mọi người có yêu cầu về thi công thiết kế nhà sàn bê tông thì liên hệ qua comment bên dưới cho Việt hoặc gọi trực số trực tiếp cho Việt, xong là Việt sẽ liên hệ những các đội thợ của Việt để thi công thiết kế cho quý vị và các bạn cùng xem. Đây là một đội thợ hiện tại của bên Việt đang thi công tại đây. Vâng, mẫu nhà sàn này thì thi công khu vực này là hơi hẹp nên là Việt đứng gần và bay flycam quay cho quý vị và các bạn cùng xem. Ngôi nhà này thì rộng 7,5 m và dài 11,7 m, gọi là 12 m. Chiều dài cái ngôi nhà này bao nhiêu? Chiều dài nhiêu? Này là 11,6 m. 11,6 m à? Chiều ngang? Chiều ngang này 7,5 m. Chiều cao này bao nhiêu đây? Chiều cao này 2,8 m. 2,8 m là từ cái đấy này lên lên đây, lên dầm này. Vâng. Cái dầm này mình đi phi 12. 12 à? Còn dầm chiều dài này là phi 14. À, 14. Cột là mình đi phi 12 phải không? Phi 12 hết. Hết khoảng độ bao nhiêu cây à? Nó vào tầm 200 cây sắt. 200 cây. Cả 12, 14. 12, 14. Thì là cái cột này mình đi là quấn tôn... quấn tôn đổ. Quấn tôn đổ này là 80 à? Vâng. Đấy. Thì còn cái lòng này là mình rộng bao nhiêu đây? Lòng này rộng 3 mét. 3 mét. Khá là rộng vậy nhỉ? À, rộng. Còn cái chiều này là 3,8 m. À, chiều dài 3,8 m. Chiều dài 3 m, em có chiều ngang là 3 m. Vâng. Cái con 7 của mình là 1,4 m hay 1,5 m đây? Con 7 kia 1,4 m. À, 1,4 m. Với là gian lách với gian chính thì giống nhau không hay là đều nó dài bằng nhau? À, ba gian đều dài bằng nhau hết. Vâng, ba gian bằng nhau. Cầu thang mình sẽ để trong nhà. Cầu thang qua ngoài. À, qua ngoài. Qua ngoài bên bên này. Tháo cái bếp kia thì qua. Đúng rồi. Bên kia là mình đã đổ cái bậc cầu thang sư cá để ở đây rồi. Vâng vâng. Kia là tôn mình quấn xong cột rồi nhỉ. Vâng. Thế là như này là mình thi công khoảng độ bao nhiêu ngày rồi? Xong hết đây. Như nhà này ấy thì nó rơi vào khoảng 12 ngày. 12 ngày là xong đấy. Cũng khá nhanh nhạy nhỉ. Đấy, anh em đội thợ đang làm thi công thiết kế ở tại đây. Nếu có nhu cầu thì sẽ có phần bên dưới để đội thợ sẽ làm thi công cho mọi người. Thế như anh em đây mình có bao nhiêu đội, bao nhiêu người đây? Thợ thì có 8-9 người. Thế thì quá khá là nhanh. Câu đầu kia mình có làm hoa văn không? Có. Thế đang vừa mới đổ được một cái câu đầu nhỉ? Vâng. Mình có vẫn làm truyền đoạn hay là xào xiên đây? Cái này làm mẫu kẻ truyền đấy. Kẻ truyền đấy gì? Kéo đưa bảy đón à? Kẻ truyền nó trồng nóc. Thì sẽ vừa đổ xong đây ra những đồ hoa văn này, nổi khá là đẹp này. Đấy, hoa văn cái select cũng hoa văn cực kỳ đẹp này. Đấy, hoa văn nổi hết nhé. Thì đây sẽ làm cầu thang xương cá vào cái khuôn cầu thang ở bên kia kìa. Đấy, cái khuôn cầu thang của xương cá sẽ ở đây. Đây là sẽ khuôn khuôn cầu thang. Đấy, khuôn cầu thang xương cá sẽ đổ bê tông theo cái bậc bậc này. Thì sẽ đặt bậc lên đây. Còn đây sẽ là khuôn con 7. Sẽ làm như này thì sẽ đẹp hơn. Chắc chắn và bền hơn mọi người ạ. Mọi người thấy hay thì comment bên dưới. Chia sẻ những video của Việt. Việt xin cảm ơn toàn thể và xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Hẹn gặp quý vị và các bạn xong cái công trình này thì Việt sẽ quay tiếp cho mọi người xem. Mùa xuân anh lên thăm quê em, trên những con đường quanh co đèo dốc. Nhà máy như om núi, núi như om mây, ruộng bậc thang trên đỉnh đèo mây có bạn em. Mùa xuân anh lên vùng cao Hà Giang, về Hoàng Su Phi quê hương em. Người đồng người giao người tây người mông, đoàn kết bên quê hương mình. Ơ, Hoàng Su Phi ơi.
xuân, hoa xuân Phi ơi, quê hương em đó. Xuân anh lên thăm quê em trên những con đường quanh co đèo dốc. Kia mấy như ôm núi, núi như ôm mây, tình ruộng bậc thang trên đỉnh đèo mây có bạn em. Mùa xuân anh lên vùng cao Hà Giang về Hoàng Su Phi quê hương em. Người nùng người giao người tày người mong. Đón tiếp bên nhau là về quê hương mình. Ơ, hoa xuân Phi ơi, anh đi bên em say trong hương tre, tiếng khen gọi bạn giữa phiên chợ mùa xuân. Hoa xuân Phi ơi, quê hương em đó. Hoa xuân Phi ơi.